Nói chung là ế hay không thì nói chung là do ông này ông ấy ôm bom nó có cho lỗ hay không thôi. Chứ còn ế thì cũng tôi nghĩ là cũng chả ế đâu. Ế thì cũng chả ế đâu, nhưng mà tùy theo cái việc, nói chung là cái tâm lý của các bạn nó thế nào. Xong rồi đi làm công ty nhiều quá, cứ đến 29 30 Tết người ta mới thả thì nó mệt. Năm nay hình như có 29 rồi, có cái 29 hay sao ấy. 29. Năm nay trình vào có 29. Nói chung là nếu mà mua lẻ thì mua sớm thì được cây đẹp, tiết kiệm được 200-300 nghìn, chả giải quyết cái gì. Cháy hàng mà, qua năm nay cháy hàng mà còn có được bán. Có cái mà nếu mà cây mà nó đẹp, mấy cả mọi người được quyền lựa chọn thì mọi người phải mua sớm. Còn giá cả thì thực ra cả năm trời 200-300 nghìn không đáng gì. Mua lẻ này còn được chọn. Tôi hôm qua tôi còn cho con đi chơi. Cho con đi chơi chợ Tết từ hôm 21-22. Định mua nhưng mà mỗi cái là mẹ bận, không có thời gian chăm. Nhà thì mộc hương mộc hiếc chán nản. Với cả nếu mà bây giờ mà tôi bảo là ở nhà cần cây hoa giấy ngũ sắc với cả cây mộc hương hay thế nọ thế kia là thôi cẩu ở trên vườn về, thế là nhà lại chật lích. Nhiều thứ, nếu mà bản thân mình mà muốn chơi thì nhiều thứ chơi lắm. Nhiều thứ để chơi lắm, nhưng mà thôi tốt nhất là cứ để bán đã. Bán xong đến 29-30 Tết mà có chơi thì chơi, nhưng mà thực ra là cũng ngại lắm, ngại không muốn chơi. Mà chỉ có năm nay mà nó bảo là gần Tết là có cái không khí lạnh nó tăng cường với thế nọ thế kia, là mọi người cũng cố gắng đi mua quất sớm một tí cho anh em người ta phấn khởi. Mặc dù không mua nhưng mà cứ lượn nhiều vào cho nó người ta vui. Mẹ đường thì rộng 5 mét này có hai cái xe máy thì Tết nhất gì. Cứ kể cả không mua cũng được, các ông cứ ra chợ quất hỏi giá loạn tình ngậu lên cho các ông ấy vui. Hỏi quất hỏi đào như mình đây, hôm qua cũng con cái Thủy cũng mang điện thoại đi hỏi giá như đúng rồi. Đi đường mà ra đường dài 5 mét mới 10 mét này có mỗi hai cái xe máy thì buồn lắm. Tốt nhất là cứ đi ra hỏi các cái ông quất này, hỏi túi bụi rồi. Không mua cũng được nhưng ưu tiên là hỏi. Hỏi cho có việc làm, với cả người khác người ta bảo mẹ không mua nhanh là hết. Nó mệt như thế chứ nhỉ. Quay TikTok tùm lum, hôm nay tôi đi chợ Tết như thế này, ở tôi như thế này. Nó có phải nó vui không? Cứ xì xà lên mạng chửi hết người nọ người kia, mệt hết người. Đi nói chung là đấy, hôm nay tôi khuyến khích là từ hôm nay là chúng ta có những cái video gọi là dẫn con đi chợ Tết. Cứ đi mà hỏi giá loạn lên cho các ông ấy khổ một phen. Nó không biết nói. Không biết nói. Mình đây mình nói đưa ra những cái ý tưởng cũng rất là điên rồ đấy thật. Học hỏi gì đâu, cái này thì thực ra là tôi chia sẻ hết ở trên mạng đây rồi. Hầu như cái việc mình thế này này cũng lại hay này. Nhiều ông cứ muốn gọi điện cho mình để một đối một, nhưng thường là tôi bảo như này này. Ví dụ tôi quay quất này, nếu mà cái việc phục vụ bán hàng ấy, tôi thích livestream như này thì tiếp cận là cái thời điểm trước ấy, một video của mình ở trên Facebook ấy, hàng triệu người tiếp cận, hàng triệu người. Và bây giờ mà một đối một là tôi chỉ bảo được một ông, hoặc tôi chỉ báo giá được cho một ông. Đây tôi quay mà phát là đây bây giờ với 150 mấy, 160 người đang xem. Thì là tiếp cận được 160 người, mà toàn những cái mà tôi nghĩ là nó là đứng đắn, nó là nói chung nó cũng thiết thực. Chứ còn nếu mà cái việc mà chia sẻ từng người một so ra mà nói, ví dụ như là một tiếng tôi nói chuyện hoặc một tiếng tôi ấy, nó không giải quyết nhiều vấn đề. Cái mà mình ưu tiên vẫn thế, những cái gì mình phát công khai, xong rồi tôi phát như này, tí nữa tôi lại new, tôi lại cắt video ra, cảm giác mà giúp đỡ được ai hoặc ông nào xem mà thấy có lý có trí mà giúp ích cho cái việc gọi là gia đình nó đỡ hục hặc ấy, đỡ dẫn đến những cái vấn đề nó tiêu cực, thì nó đấy là tôi cảm ơn. Chứ còn tôi cũng chả cần khen, tôi cũng chả cần các ông chia sẻ, nhưng mà mọi người thấy nó hay thì tự mọi người chia sẻ thôi, chứ còn có ấy đâu, còn cái tỏa thế. À, xuất phát từ nhiều thứ lắm, nếu mà cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm sống này, cái thứ hai là xuất phát từ cái việc là mình thấy là cái việc mình làm nó mấy cả việc mình nói nó chân thật, không có giả dối thì nó dễ. Chứ còn nói đã giả dối rồi thì là cái câu sau, cái lần live stream sau nó đã vấp rồi. Đấy. Nó đã bị vấp rồi. Nếu mà xuất phát từ việc câu like thì tôi lại chấp nhận là đấy bán lẻ đấy. Xong rồi tặng thẻ cào cho ông nào chia sẻ mấy thế nọ thế kia. Giá 300 nghìn chấp nhận bán lẻ.